Xin chào tất cả các bạn, Alan đã quay trở lại và nay Alan quay feedback của một bạn được gọi là Toàn Xuân nhá. Bạn này thì ở Đắk Lắk, thì Alan quay feedback thực chất luôn các bạn. Mình quay luôn là bạn này có bạn sử dụng này. Mình quay feedback từ năm 2017 các bạn nhá. Kéo xuống ha. Em dùng thuốc được một tháng rồi, gần hết một nọ rồi mà sao không thấy chóc da mấy ạ? Chị mới chóc sơ sơ ở mũi và má thôi. Thì các bạn ơi, thường thường tùy làn da nha, nếu mà làn da mỏng thì trung bình 2 tuần đến 1 tháng là bong vảy trắng li ti và kết thúc liệu trình sạch mụn sạch thâm. Tuy nhiên đối với những làn da dày này thì nó sẽ lâu hơn 2 đến 3 tháng. Nhưng mà trung bình thường thường ai theo dõi là trung bình khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi thôi nha. Kéo xuống nè, nhanh feedback nè. Bạn này là bạn làm công an và bạn làm cán bộ ở trại giam ở trên Đắk Nông. Nên là các bạn nhìn cái độ bong đang bong của bạn nha. An không có cái hình ảnh trước khi bạn điều trị đâu. An chỉ có cái hình ảnh khi bạn bong chóc bạn có gửi cho An nè. Rồi chúng ta chuyển về feedback của bạn tiếp nha. Kéo nhanh là đây đang bong tiếp này các bạn ơi. Da lúc ngoài đang bong này cũng ok ha. Da bong sạch mụn rồi này, các bạn nhìn mặt da này. Ok ha, bây giờ nè. Nói chung là lúc này thì kem bạn đặt kem dưỡng luôn này. Sau khi bong da ok rồi thì bạn đặt kem dưỡng và bột rửa thảo dược Alan luôn. Thì sau đó thì Alan có nhận được cái hình ảnh da của bạn nhá. Đây, ok. Cũng ok ha mọi người ha. Sau khi bạn điều trị thì làn da của bạn như thế này nè mọi người. Da rất là đẹp và rất là căng, nhìn rất là mướt. Thì sau điều trị chúng ta có thể chọn kem dưỡng collagen giúp làm căng mỏng da, rất là tốt cho da. Cho nên các bạn khi mà sử dụng các bạn sẽ rất là thích. An sẽ quay ngắn gọn vậy thôi, bởi vì nói dài thì nghe rất là chán. Cho nên là An sẽ làm những feedback của những bạn khác tiếp theo cho mọi người xem ha. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.